Galaxy A51 với mặt trước giống Note 10. Trong năm 2019, Samsung gây ấn tượng với thiết kế camera đục lỗ trên các dòng flagship như Galaxy S10, Note 10. Tuy nhiên sang đến năm tới, rất có thể công nghệ này sẽ phổ biến hơn trên những mẫu smartphone tầm trung, mà gần nhất có thể là thế hệ kế nhiệm Galaxy A50. Mới đây, một số hình ảnh render của chiếc smartphone tầm trung Galaxy A51 với cả mặt lưng và mặt trước của sản phẩm đã được chia sẻ bởi Leaker Evan Plus. Có thể thấy thiết kế chính là điểm nhấn lớn trên Galaxy A51, khi sở hữu bốn cạnh viền siêu mỏng, không thua kém gì so với các thiết bị smartphone cao cấp. Ngoài ra, camera selfie của máy sẽ được đặt ở chính giữa màn hình giống với chiếc flagship Galaxy Note 10, thay vì lệch sang một bên. Mặt lưng của sản phẩm dự kiến sẽ có cụm bốn camera được xếp bên trong một hình chữ nhật, trong đó gồm một ống kính chính 32 megapixel, một camera góc siêu rộng, cảm biến chiều sâu và ống kính telephoto 2x. Thông số của máy có thể sẽ bao gồm chip Exynos 9611, Galaxy A50 là một sản phẩm rất thành công của Samsung trong năm nay. Tại thời điểm ra mắt, sản phẩm đã phá kỷ lục doanh số với hơn 50.000 đơn đặt mua và ngay tại thời điểm hiện nay, đây vẫn là một sự lựa chọn tốt cho phân khúc smartphone 5 triệu đồng.